Từ đêm qua đến sáng sớm nay, mưa đã xảy ra ở một số nơi như Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, nhưng lượng không lớn và sẽ tạnh sau 1-2 tiếng nữa. Còn các tỉnh thành khác hiện trời không mưa, có nơi hửng nắng nhẹ, nhiệt độ 25-26 độ. Dự báo trong buổi sáng nay ở Nam Bộ trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ không nơi nào quá 33 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều nay, mưa dông tiếp tục xuất hiện. Ở miền Đông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, ngập úng cục bộ do mưa lớn ở các khu vực trũng thấp, đô thị.